Hello, xin chào anh em đã quay trở lại cái video hôm nay của mình. Hôm nay ở cái video này mình xin giới thiệu với anh em cái khuôn ván dầm mà mình hay sử dụng bằng sắt này mọi người nhé. Bây giờ hiện nay thì đa phần là thợ xây ở khu vực mình là sử dụng cái ván khuôn dầm bằng sắt này, có độ dày là 2x2 nhá. Đấy, và có cái bản rộng của nó 20 cm và có cái tai ra 5 cm để chúng ta ôm cái trống nhá và ôm đà gánh nhá. Đấy. Nó có rất là nhiều cữ, từ 50 cho 1 mét cho đến 2 mét. Ở đây là loại 1 mét. Đấy, còn đây là cái loại 2 mét, dài 2 mét. Đấy, ở trên đầu nó có được khoan lỗ. Mục đích là để chúng ta đóng những cái đà chống vào được nhá. Và sắt này thì nó rất là tiện lợi cho anh em bè dầm, nó rất là nhanh. Và nó tiết kiệm thời gian, nhưng mà chi phí của nó thì đầu tư một lần thì cũng hơi đắt. Vì chúng ta mua là mua theo cân nhá, nên nó chi phí lần đầu tiên mua thì nó đắt, nhưng mà chúng ta sử dụng được lâu dài. Đấy, mỗi khi anh em sử dụng mà ví dụ như có khoảng nào đó nó hơn 2 mét chẳng hạn, hoặc 2 mét 7 chẳng hạn, nó dư số đo, thì thường thường như anh em ghép ván ấy thì anh em sẽ phải nối. Như cái này chúng ta chỉ cần xê dịch lại thì nó sẽ không phải như cái ván gỗ mà chúng ta phải nối. Cái này chỉ cần xê dịch lại là ok nhá. Như ván gỗ thì chúng ta phải táp, phải nối vào nên nó sẽ bị mất thời gian hơn. Như cái này chúng ta chỉ cần xê dịch hai cái đầu vào nhau là đủ số đo nhá. Còn phần giải sàn thì đa phần bây giờ thì đội thợ nào cũng sử dụng tôn rồi. Như ở đây mình sử dụng tôn 1x2 mạ kém nhá. Đấy, tấm thì từ 50, 1m, 1m2, 1m6, 1m5. Đấy, nó rất là nhiều loại. Mục đích là để chúng ta vá nối những cái đoạn không gian sao cho nó phù hợp nhất, và lúc chúng ta tháo dỡ nó nhẹ nhàng. Đấy, bây giờ là đa phần là sử dụng bằng cái ván sắt là chủ yếu nha mọi người nhá. Đấy, lên về cái công nghệ ghép ván sắt thì hôm nào mình sẽ quay chi tiết cái cảnh mà mình ghép cốt pha bằng cái sàn bằng sắt thế này thì nó rất là nhanh. Đây, những cái đoạn nối 20-30 phân để ghép nhà vệ sinh thôi, hoặc là những cái đoạn nối 5-70-80 phân nói chung là rất nhiều. Đấy, để cho anh em tham khảo, anh em có thể biết thêm về cái ván sắt này, nó rất là nhiều. Đấy, sử dụng toàn bộ ván sắt, còn ván gỗ là chúng ta chỉ để giải sàn thôi. Còn trống ở đây mình sử dụng bằng trống luồng nhé. Đấy, từ 3m cho đến 4m. Đấy, cây to già. Còn giáo tiệp thì chúng ta sử dụng là để bác giáo để xây ghép, từ giáo thường cho đến giáo nối nhá, đầy đủ hết mọi người nhá. Đấy, anh em nào mà băn khoăn chỗ nào thì chú comment phía dưới mình sẽ chia sẻ hỗ trợ cho anh em. Đấy, tất cả mọi thứ ở đây mình có.